Tôi cho con hỏi, trong Phật giáo Nguyên Thủy có câu nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh không ạ? Và có hằng hà sa số Phật và mười phương chư Phật không ạ? Với những câu hỏi này thì sư trả lời ngắn gọn luôn là trong tất cả các kinh tạng mà sư biết, từ tạng kinh, tạng luật cho tới tạng A Tỳ Đàm, không có câu này. Bằng Pali hoặc đã được dịch ra tiếng Việt, hoặc ngay cả cái bản tiếng Hán, Tam Tạng bản tiếng Hán, cũng không có câu này. Không có câu này. Và cũng không có câu này luôn. Có nghĩa là không, trong Tam Tạng, có nghĩa là trong tạng kinh, tạng luật và tạng A Tỳ Đàm, trong tất cả các bản dịch lẫn bản dịch tiếng Hán, cũng không có chỗ nào nói đến hằng hà sa số Phật và mười phương chư Phật. Rồi sư chỉ giải thích đơn giản như vậy thôi. Tại vì quý vị chỉ hỏi là có câu đó hay không, sư trả lời là không có câu đó ha, không có câu đó.